Chào mừng các em đã quay trở lại với siêu trí nhớ học đường. Hôm nay cô lại tiếp tục hướng dẫn các em phần kế tiếp của bài giá trị lượng giác của góc từ 0 độ đến 180 độ. Cô và các em sẽ cùng vào phần bài tập. Bài tập áp dụng của cô. Cô muốn các em chứng minh rằng trong tam giác ABC, cô có sin của góc A sẽ bằng sin của góc B cộng C. Câu B, mình sẽ chứng minh cos của góc A sẽ bằng trừ cos của góc B cộng C. Ở câu đầu, các em theo dõi nè, A, B, C là ba góc trong tam giác. Thế thì mình sẽ có tính chất gì giữa ba góc trong tam giác? Các em sẽ có tổng ba góc bằng 180 độ. Các em nhìn nè, ở đây vế phải của cô là B cộng C, vế trái là A. Vậy cô sẽ tính góc B cộng C bằng 180 độ trừ góc A. Lúc đó cô thấy nè, ở đây là sin của B cộng C, thì ở đây hai góc bằng nhau, cho nên cô sẽ lấy hai bên là sin. Sin của B cộng C nó sẽ bằng sin của 180 độ trừ A. Các em đã học tính chất sin của 180 độ trừ A bằng sin A, nên ở đây cô ghi lại sin 180 trừ A bằng sin A. Do đó mình đã chứng minh được là sin A sẽ bằng sin của B cộng C. Làm tương tự với câu B. Cô có câu B, cần chứng minh cos A bằng trừ cos của B cộng C. Cô cũng đi từ tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Thì lúc này cô tính B cộng C bằng 180 độ trừ A. Và thay vì như ở câu A cô lấy sin, thì ở đây cô sẽ lấy cos hai bên. Cos của B cộng C nó sẽ bằng cos của 180 độ trừ A, và nó bằng trừ cos A. Do đó cos A sẽ bằng trừ cos của B cộng C theo tính chất, và cô đã suy ra được điều phải chứng minh. Vậy là cô và các em đã làm xong bài thứ nhất. Bây giờ mình sẽ cùng theo dõi bài thứ hai. Cho hình vuông ABCD, các em sẽ tính giùm cô cos của góc giữa hai vectơ AC và BA, sin của góc giữa hai vectơ AC và BD, cos của góc giữa hai vectơ AB và CD. Bây giờ cô và các em sẽ cùng giải từng câu. Để tính cos của góc giữa hai vectơ AC và BA thì mình cùng theo dõi nè. Vectơ AC, vectơ BA là hai vectơ chưa chung điểm đầu, nên để xác định góc thì cô sẽ dời vectơ BA bằng vectơ AB phẩy. Lúc này vectơ BA bằng vectơ AB phẩy, do đó góc giữa vectơ AC và BA nó sẽ là góc giữa vectơ AC và AB phẩy, và nó sẽ bằng 180 độ trừ 45 độ. Nó chính là góc CAB phẩy, và CAB phẩy thì bằng 180 độ trừ 45 độ. Do đó cô có góc này bằng 135 độ. Vì vậy, cos của góc giữa hai vectơ AC và BA sẽ bằng cos của 135 độ và bằng trừ căn 2 trên 2. Bây giờ cô sẽ tiếp tục vào câu thứ hai. Cô cần tính sin của góc giữa hai vectơ AC và BD. Mình cùng theo dõi hình vẽ. Vectơ AC và vectơ BD là hai vectơ cũng chưa chung điểm đầu. Do đó bây giờ cô sẽ dời vectơ BD thành vectơ AM bằng với vectơ BD. Lúc này góc giữa AC vectơ và BD vectơ nó sẽ bằng góc giữa AC vectơ và AM vectơ. Nó chính là góc CAM. Các em theo dõi góc CAM, nó sẽ bằng góc CAD cộng với góc DAM. Và hai góc này đều có số đo là 45 độ. Do đó góc của cô sẽ bằng 45 cộng 45 bằng 90 độ. Vì vậy sin của góc giữa hai vectơ AC và BD sẽ bằng sin 90 độ, và nó bằng 1. Mình cùng theo dõi câu thứ 3. Câu thứ 3 của cô. Cô tính cos của góc giữa AB và vectơ CD. Vectơ AB và vectơ CD. Hai vectơ AB và CD cũng là hai vectơ chưa chung điểm đầu. Do đó, cái vectơ CD này cô sẽ dời vectơ CD thành vectơ AN. Và cô sẽ có
Góc giữa vector AB và vector CD nó bằng góc giữa vector AB và vector AN. Và góc này nó bằng 90 độ cộng 90 độ, nó bằng 180 độ. Do đó, cốt của góc giữa hai vector AB và CD nó sẽ bằng cốt 180 độ. Và số đo này của cô bằng trừ 1. Vậy là cô đã hướng dẫn xong các em phần bài tập áp dụng của giá trị lượng giác góc bất kỳ từ 0 đến 180 độ. Sau khi học xong phần này, các em đã nắm được định nghĩa thế nào là giá trị lượng giác của một góc alpha, tính chất của nó. Các em đã biết được bảng các giá trị lượng giác đặc biệt và mình đã có thể xác định được góc giữa hai vector. Các em về nhà học bài, cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học và hẹn gặp các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau.